những nội dung có trong nông nghiệp sinh thái hôm nay. Sau Tết, người làng đào Nhật Tân tất bật đưa cây về hồi sinh. Kỹ thuật nuôi dế thái vàng của lão nông ở Vĩnh Long cho số lượng nhiều nhưng không đủ bán. Triển vọng mới cho bà con trồng dừa Bến Tre an nhàn nếu biết khai thác bán tín chỉ carbon. Xuân về có đủ thứ qua nhưng mà nổi nhất vẫn là đào kia. Trải qua những nắng cùng mưa, nở ra đỏ rực giữa trưa nắng vàng. Thưa bà con, hoa đào được ví von là tinh hoa ngũ hành bởi màu sắc nhẹ nhàng tươi thắm, góp phần mang lại niềm hy vọng về một năm mới an yên, hạnh phúc. Dùng trồng đào nổi tiếng cả nước, phải nhắc đến đào Nhật Tân ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Do đất, nước, khí hậu và kinh nghiệm trồng trải dài theo năm tháng mà đào ở đây thường có bông to, sắc thắm, nhiều cánh dày và rất nhiều nụ lộc. Thời điểm sau Tết Nguyên Đán thì nhiều người dân nơi đây hối hả đi gom hàng trăm gốc đào đem về vườn để hồi sinh chờ vụ Tết năm sau. Cứ sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán, người trồng đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội lại tất bật thu cây cho thuê để trồng và chăm sóc tiếp. Nhịp độ công việc tại đây không khác gì những ngày cận Tết, đường làng nườm nượp xe vận chuyển đào về. Chia sẻ của các nhà vườn, việc hồi sinh cho những gốc đào rất mất thời gian và nhiều công đoạn. Sau khi lấy đào về, các nhà vườn phải thay đất, tỉa rễ, bỏ phân, tưới nước, giữ ẩm, sau đó ngắt hoa, tỉa cành để đào phục hồi sau thời gian căng sức tỏa sắc ngày Tết. Khi đưa đào về đến vườn, trước tiên người trồng phải tỉa những cành hư để cho cây không bị suy yếu. Công đoạn cắt tỉa cành là bước quan trọng, không lãng phí chất dinh dưỡng nuôi cây, giúp cây có cành mới mập mạp hơn, nhiều chồi lọc và nhiều hoa hơn. Với các cây một thân, một tán, cần cắt bỏ hết các cành trên cây, chỉ để lại cành đài cách thân chính 5-7cm. Để phần đất mới có đủ chất dinh dưỡng, thì nhà vườn còn phải gieo phân bón thủ công cho từng cây một. Hàng ngày cắt tỉa các cành già héo để mầm mới mọc ra, bước vào quá trình hồi sinh. Trái sầu riêng Việt Nam tạo nên nhiều thành tích trong hoạt động xuất khẩu ngành rau quả năm qua. Đây là hy vọng cho người trồng, nhưng để phát triển bền vững phải chú trọng nâng chất lượng để tiếp tục khẳng định vị thế và tham gia vào ngành hàng xuất khẩu tỷ đô. Bởi vậy mà diện tích sầu riêng tăng từng năm là điều không thể tránh khỏi. Hiện cả nước có hơn 110.000 hectare cho sản lượng gần 850.000 tấn mỗi năm, tập trung nhiều nhất tại khu vực Tây Nguyên, sau đó đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tất nhiên khi chuyển đổi, nông dân cần tìm mối liên kết thu mua, tuân thủ quy trình và quan trọng là biết tận dụng phế phụ phẩm trong quá trình sản xuất, như nông dân sau đây mới có thể đạt được lợi nhuận cao. Vận dụng hiệu quả các kỹ thuật trong chăm sóc, ông Dương Thế Anh ở xã Ea Dông, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk chăm sóc vườn sầu riêng gần 20 năm của mình theo phương pháp thuận tự nhiên. Ông sử dụng phân bón thân thiện môi trường, cây cho năng suất ổn định hàng năm. Từ cách chăm sóc này giúp vườn sầu riêng nhà ông được thương lái thu mua giá cao. Tôi dùng tất cả cái sản phẩm là sinh học, phun trộn với dưa hấu mít với bơ kẽm luôn là bổ sung nguyên tố vi lượng. Trước đây vỏ sầu riêng sau thu hoạch thường tìm cách bỏ đi, thì nay hợp tác xã nông nghiệp xanh đầu tư thêm chiếc máy băm toàn bộ vỏ, sau đó ủ với men vi sinh để làm phân bón lại cho vườn. Được tận dụng các chế phẩm làm phân bón kết hợp kỹ thuật canh tác bền vững, giúp hàng chục hecta của hợp tác xã phát triển ổn định, sản phẩm có chất lượng hương vị riêng, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường. Xay vỏ này xong thì chúng tôi sẽ chờ ra, chúng tôi sẽ ủ đóng lại và chúng tôi sẽ tưới các cái chế phẩm sinh học lên. Khi mà nhiệt độ ủ xuống thì sau đó thì khi mà vụ mùa và có mà thu hoạch trái xong á thì sẽ sử dụng cái đó để bón lại cho cây. Xu hướng tiêu dùng xanh, ưu tiên sức khỏe, minh bạch thông tin sản phẩm, người dùng ngày càng yên tâm sử dụng sản phẩm sầu riêng nơi này. Đây là động lực để người trồng tiếp tục theo đuổi đam mê sản xuất sạch, chú trọng chất lượng sản phẩm.
một vật nuôi gắn liền với tuổi thơ của bọn trẻ dưới quê chúng mình, đó chính là dế. Mà dế ngày xưa thì mình bắt để cho chúng chọi nhau hay là mang về làm thức ăn cho chim, rồi cá cảnh làm mồi câu cá. Nhưng mà nay thì loài vật này lên đời rồi nha anh Duy Ân. Đúng rồi đó chị Cẩm Nguyên. Dế giờ vào tận nhà hàng thành món đặc sản. Một lão nông ở tỉnh Vĩnh Long nhờ thuần dưỡng chúng mà mở ra hướng phát triển mới cho gia đình. Theo chia sẻ thì cách nuôi cũng khá là đơn giản. Chuồng trại thì không cần quá cầu kỳ, chỉ cần dùng tấm nhựa bốn vách cố định bằng tre, có thể là bằng tôn để tránh chuột cắn phá, miễn sao là ngăn hỏng cho dế chui ra ngoài là được. Bên trong chuồng nuôi dế của ông Lê Thanh Tường ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, lót bằng giá thể là khay đựng trứng. Tuy sử dụng bằng dĩ giấy chất lượng không đạt bằng lá nhãn hay lá dừa khô, nhưng thu hoạch dễ dàng và có thể tận dụng lại cho nhiều lần nuôi sau. Ông Tường cho biết, trước đây ông từng nuôi các loại dế đồng như dế lửa, dế than, nhưng không đạt hiệu quả kinh tế. Từ đó ông chuyển sang loại dế thái vàng. Ông cũng là người đầu tiên của huyện nuôi thành công giống dế này. Ưu điểm lớn nhanh, sức đề kháng cao và tỷ lệ hao hụt thấp. Do loại dế này được thuần hóa nên khi nuôi nhốt theo chuồng trại vẫn phát triển tốt. Ông còn bao tiêu dế thịt ở khắp các tỉnh miền Tây. Nó cũng đơn giản thôi, như là sáng mình cho ăn thức ăn, rồi cho rau vô cho nó ăn, rồi xịt nước, rồi muốn ra giường làm gì làm thoải mái. Ngày xưa vô mình rảnh mình xịt cho nó một cử, rồi trước khi đi làm xịt một cửa nước nó cho nó. Mới làm thoải mái thì chiều về cho ăn. Với dế sinh sản, trong 12 ngày đầu kể từ khi trứng nở là thời điểm quan trọng vì đường ruột dế con còn yếu, nếu xịt nước nhiều dễ chết, tốt nhất là chỉ nên phun sương. Dế nuôi từ 32 đến 37 ngày có thể xuất bán thương phẩm, mỗi chuồng có thể thu hơn 30 kg dế thịt. Bây giờ hiện giờ đang bao tiêu là tất cả là khoảng gần 600 chuồng, trung bình là khoảng trên 10 người. Thì 7-6 chuồng một tháng này ra cũng 2-3 tấn dế. Từ một chuồng nuôi nhỏ sau 6 năm, ông Tường nâng cấp lên thành trại dế với hơn 30 chuồng. Mỗi tháng ông xuất bán khoảng 400 kg, từ dế chim đến dế cấp đông. Đầu ra chủ yếu là ở miền Trung và miền Bắc, với giá bao tiêu từ 80 đến 90 ngàn đồng một kg. Trừ hết chi phí, lão nông bỏ túi hơn 20 triệu đồng một tháng. Nếu ở đầu nguồn Cửu Long, nhìn sen thì nhớ đến Tháp 10, thốt nốt thì gợi nhắc An Giang. Còn cây lúa thì thương về Hậu Giang, thì cây dừa làm nên tên tuổi cho miền đất Bến Tre. Để cho ca dao Nam Bộ mãi ngân nga, thấy dừa thì nhớ Bến Tre. Bến Tre là tỉnh có diện tích trồng dừa lớn nhất với khoảng 78.000 hecta, tương đương hơn 40% diện tích dừa cả nước, sản lượng hàng năm ước khoảng 700.000 tấn. Và theo thống kê, khoảng 2/3 số hộ dân sinh sống tại Bến Tre đang trồng dừa và tạo ra hơn 200 sản phẩm làm ra từ cây dừa, đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân và kinh tế của tỉnh. Gần như là mọi bộ phận của cây dừa đều có thể phục vụ cho con người, như là cơm dừa có thể xuất khẩu, làm bánh kẹo, lá dừa thì làm chổi, vách nhà, còn sọ dừa thì làm đồ thủ công mỹ nghệ. Và mới đây thêm một hướng làm kinh tế mới, hợp với thời đại tạo thêm nguồn thu nhập cho người trồng dừa tại Bến Tre. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết nhiều nhà khoa học đề xuất Bến Tre xúc tiến việc thương mại hóa tín chỉ carbon như một nguồn lợi về kinh tế. Hiện tỉnh Bến Tre có khoảng 78.000 hecta vườn dừa, ước tính 1 hecta vườn dừa ở Bến Tre có thể lưu trữ 25-75 tấn CO2. Tương đương vườn dừa của tỉnh có thể lưu trữ 1.950.000 đến 5.850.000 tấn CO2. Giá bán một tín chỉ carbon hiện tại thấp nhất là 5 đô la Mỹ. Nếu theo tính toán trên, Bến Tre có thể thu về từ 9,75 đến 29,25 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 230 đến 700 tỷ đồng từ việc bán tín chỉ carbon. Cây dừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là cây công nghiệp chủ lực. Riêng Bến Tre, hơn 70% dân số có sinh kế gắn với cây dừa. Vì vậy, khi có thêm nguồn lợi từ bán tín chỉ carbon, số người được thụ hưởng là rất lớn.
Việt Nam có nhiều tiềm năng trong việc tham gia và phát triển thị trường tín chỉ carbon thế giới. Năm rồi, lần đầu tiên Việt Nam bán thành công 10 triệu 300 ngàn tín chỉ carbon rừng, tức là 10 triệu 300 ngàn tấn CO2 thông qua Ngân hàng Thế giới với đơn giá 5 đô la Mỹ, thu về khoảng 1.250 tỷ đồng. Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, tương đương với 57 triệu tấn CO2 được hấp thụ. Theo lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoang nhận định, trong tương lai, thị trường mua bán tín chỉ carbon ngày sôi động. Vì vậy, nông nghiệp Việt Nam cần phải đón đầu xu thế này để tăng lợi nhuận. Có thể nói, tín chỉ carbon là một đơn vị đo lường khí thải carbon được phát ra vào môi trường do hoạt động của con người. Doanh nghiệp sản xuất nào phát ra lượng khí thải nhiều thì khi xuất khẩu bị đánh thuế cao. Bởi vậy, với những nơi tạo ra nguồn carbon thấp, có thể đo lường chỉ số và bán lại cho nơi đang cần. Đây là mặt hàng mới được thế giới cho phép trao đổi mua bán. Mỗi tín chỉ carbon được xác nhận là 1 tấn CO2. Thị trường carbon được bắt nguồn từ Nghị định thư Kyoto của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được thông qua năm 1997. Theo nghị định này, các quốc gia có dư thừa quyền phát thải được bán cho hoặc mua từ các quốc gia phát thải nhiều hơn hoặc ít hơn mục tiêu cam kết. Có nhiều cách để có được tín chỉ carbon, từ việc tham gia vào các dự án bảo vệ rừng đến việc áp dụng các quy trình sản xuất tuần hoàn. Những cách này giúp giảm thiểu lượng khí thải, tạo ra cơ hội để tham gia vào thị trường carbon, từ đó mở ra cơ hội kinh doanh và góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, đối với người dân, cụm từ tín chỉ carbon vẫn còn khá xa lạ và việc mua bán tại Việt Nam lại càng ít được biết đến. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề đang được quan tâm từ chính phủ. Trong bản tin Nông nghiệp sinh thái ngày mai, chúng tôi tiếp tục đề cập về kế hoạch thị trường carbon ở Việt Nam. Mời quý khán giả quan tâm theo dõi. Bản tin Nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay đến đây xin được kết thúc. Chân thành cảm ơn bà con quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin Nông nghiệp sinh thái tiếp theo.